Nga tiến sát tràn sụp ra, quân đội Ukraine ngàn cân treo sợi tóc. Hé lộ nguyên nhân khiến Ba Lan không bắn hạ tên lửa Nga xâm phạm không phận. Cựu tướng Đức cảnh báo Ukraine không có tiềm lực quân sự để đạt mục tiêu trên chiến trường. Báo Nga phân tích thành tựu của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng với nhiều diễn biến mới. Theo thông tin từ kênh Military Summary, sau khi Avdiivka thất thủ, lực lượng Moscow đã bất ngờ đẩy mạnh một trận chiến mới để kiểm soát cụm cứ điểm kiên cố Chasovka. Sau khi Nga thành công kiểm soát Ivanovsky và phá hủy chốt chặn ở phía đông, có nhiều khả năng lực lượng của Kiev sẽ không đủ mạnh để bảo vệ khu định cư này trong thời gian dài, đặc biệt khi đối phương đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới ở Siver. Kênh Riba cho biết, các đơn vị Nga đang tiến về quận Kanan, ngoại ô của Chasovka. Tại Budanivka, lính dù Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực trung tâm của làng. Mặc dù các đội hình của Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát ở vùng ngoại ô phía tây nam. Vào thời điểm này, mũi tiến xa nhất của lực lượng Nga chỉ cách ngoại ô của thành phố Chasovka khoảng 1 đến 1,5 km, đẩy nhóm quân Ukraine ở đây vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kênh Suryak Map cũng cho biết, ở phía tây và nam của Bakhmut, quân đội Nga đã bắt đầu tiến về phía nam của Ivanovsky sau khi kiểm soát thành công thị trấn. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã khởi động lại các cuộc tiến công về phía bắc của Klitschivka. Theo kênh Tumezo, lực lượng Moscow đang tiến về Chasovka từ phía tây của Atimov thuộc Bakhmut và chỉ còn hơn 1 km nữa là mũi tiến công đầu tiên sẽ tiến đến ngoại ô của Chasovka, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra. Ukraine được cho là đã lập kế hoạch thu hẹp chiến tuyến và có thể rút lui khỏi Chasovka, nhưng vẫn để lại các đơn vị tiếp tục chiến đấu để giữ chân đối phương. Kênh Deep State của Ukraine đưa tin, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây Avdiivka và mở rộng sự kiểm soát tại một số khu vực. Đồng thời, Nga vẫn duy trì ưu thế về nhân lực và liên tục thả số lượng lớn bom lượn UMPK. Một điều đặc biệt là mặc dù Ukraine đã tuyên bố bắn hạ hàng loạt máy bay tiêm kích đa năng Su-34, nhưng số lượng bom lượn mà Nga thả hàng ngày không giảm mà còn tăng, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng phòng thủ đối phương. Theo kênh Infantmilitario, ở hướng Avdiivka, nhờ hành động thành công của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm của Nga, hầu hết các cánh đồng giữa Berdichi và Olivka đã bị kiểm soát và vòng vây được siết chặt tại làng Berdichi. Một trong hai tuyến đường tiếp vận cuối cùng đã bị lực lượng Moscow kiểm soát. Lực lượng Kiev chỉ còn cách duy nhất là trông chờ vào quốc lộ 00542. Nhưng hiện địa điểm này cũng đã nằm trong tầm bắn của pháo binh đối phương. Nếu lực lượng phòng thủ không rút lui khỏi ngôi làng trong những ngày sắp tới, rất có thể họ sẽ mất cơ hội. Kênh Narrative House cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công và tiến vào ba khu vực Robotine. Tốc độ tuy chậm nhưng gây sức ép đáng kể đối với quân Ukraine phòng thủ trong khu vực. Ukrainska Pravda cho biết, theo báo cáo tối ngày 24 tháng 3 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày 24 tháng 3 đã có 52 cuộc đụng độ quân sự và những trận giao tranh ác liệt nhất xảy ra tại các hướng Novopavlov, Marinka, Avdiivka, Bakhmut và Liman. Báo cáo nêu rõ, trong ngày, 52 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận. Tổng cộng đối phương đã phóng 32 tên lửa, thực hiện 47 cuộc không kích và 48 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlov, Marinka và Orekhov, Zaporizhia. Trên hướng Kupiansk và Kherson, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang bị quân sự của Nga và các đơn vị tên lửa đã làm hư hại 2 hệ thống phòng không, 3 khẩu pháo và một trạm tác chiến điện tử của đối phương. Trong khi đó, Radio Liberty đưa tin về những bức ảnh vệ tinh mới nhất từ Planet Lab cho thấy một trong các tòa nhà trên phố Rudneva ở Sevastopol đã bị trúng đạn do cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Sáng ngày 24 tháng 3, giới chức của Ba Lan, một quốc gia thành viên của NATO cho biết,
Nước này đã phải huy động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận khi lực lượng Nga tiến hành thêm một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào Ukraine. Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Tác chiến không quân Ba Lan cho biết, sáng ngày 24 tháng 3, nước này đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình trong bối cảnh Nga thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào khu vực phía tây Ukraine. Quân đội Ba Lan thông báo trên mạng xã hội X cho biết, tên lửa Nga đã đi vào không phận của Ba Lan gần khu vực thị trấn Osedo thuộc tỉnh Lublin, Voivodeship và ở đó 39 giây. Bộ Tư lệnh Tác chiến không quân Ba Lan thông báo thêm, Ba Lan đã kích hoạt tất cả các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho không phận và bộ chỉ huy tác chiến của không quân Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình. Ngay sau đó, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ladislaw Kosiniak-Kamysz cũng xác nhận một tên lửa hành trình mà Nga dùng để không kích thành phố Lviv. Miền Tây Ukraine đã bay qua không phận Ba Lan sáng nay ngày 24 tháng 3. Ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống phòng không và không quân của Ba Lan đã được kích hoạt để sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào có thể phát sinh. Ông cũng cho biết, các hệ thống này đã theo dõi hơn 10 tên lửa bay vào hướng tỉnh Lviv của Ukraine và đã chia sẻ thông tin với chính quyền Ukraine. Về lý do Ba Lan không bắn hạ những tên lửa này, ông lý giải. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó, nằm trên lãnh thổ, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, Zygory Seryuski cho hay, tên lửa của Nga đã bay với vận tốc gần 800 km/h và xâm nhập vào không phận Ba Lan khoảng 2 km vào lúc 4 giờ 23 sáng hôm nay, sau đó rời khỏi không phận. Ông Gory Sajewski khẳng định quân đội Ba Lan chắc chắn 100% rằng tên lửa Nga đã rời khỏi không phận. Ba Lan đã thông báo cho các đồng minh trong NATO về việc tên lửa Nga xâm phạm không phận và đồng thời đề nghị Moscow đưa ra lời giải thích. Trước đó tháng 12 năm ngoái, quân đội Ba Lan cho biết một tên lửa Nga đã bay từ Ukraine vào không phận nước này rồi quay trở lại phía bên kia biên giới và cũng yêu cầu Moscow giải thích. Đại diện Nga tại Ba Lan Andrei Osda khi đó nói Ba Lan không đưa ra bằng chứng không phận nước này bị xâm phạm. Tháng 11 năm 2022, một tên lửa rơi xuống làng Pregwodo ở đông nam Ba Lan, giáp biên giới Ukraine khiến hai dân thường thiệt mạng. Ukraine cáo buộc đây là tên lửa của Nga tập kích Ba Lan, nhưng giới chức Ba Lan sau đó kết luận đây là quả đạn phòng không của Ukraine bay lạc. Trong một cuộc phỏng vấn với RBB Info Radio mới đây, tướng không quân Đức đã nghỉ hưu Harald Kujat nhận định, các lực lượng vũ trang Ukraine không có tiềm lực quân sự cần thiết để đạt được các mục tiêu trên chiến trường. Ông tuyên bố, ở Đức, họ lãng mạn hóa cuộc chiến, họ nghĩ rằng có thể chiến thắng bằng các lý lẽ đạo đức. Nhưng điều này đòi hỏi khả năng quân sự và hỏa lực, và về mặt này trên thực tế, mọi thứ đang phát triển chậm rãi nhưng chắc chắn theo hướng có lợi cho Nga. Để củng cố lập luận của mình, tướng Harald Kujat đã lưu ý đến thực tế rằng Nga không gặp phải bất kỳ vấn đề đáng kể nào trong việc tuyển dụng tình nguyện viên vào lực lượng vũ trang của mình, trong khi ở Ukraine, vấn đề nhân sự đang rất căng thẳng. Ông chỉ ra rằng ý tưởng Kyiv có thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình thông qua việc nhận đủ nguồn cung cấp vũ khí là hoàn toàn vô nghĩa. Tướng Harald Kujat kết luận, chúng tôi không thể đạt được điều này với xe tăng và thậm chí chúng tôi không thể làm được điều đó với Taurus. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng phản đối việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine nhiều lần, bất chấp áp lực từ phe đối lập và thậm chí một số thành viên trong liên minh cầm quyền. Điện Kremlin đã nhiều lần lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí từ phương Tây cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột và không góp phần vào việc bắt đầu quá trình đàm phán để chấm dứt xung đột. Trước đó, giới chức phương Tây liên tục đưa ra cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO với lập luận rằng Moscow sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Mục tiêu tiếp theo của Nga có thể là các nước vùng Baltic và cũng là các thành viên của NATO. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nguy cơ xung đột Nga-NATO rất thấp. Những cảnh báo gần đây của giới chức phương Tây chủ yếu nhằm nắn gân Nga trong bối cảnh cục diện chiến trường ở Ukraine đang nghiêng về phía Moscow. Mặt khác, trong thời gian qua, giới lãnh đạo phương Tây dường như đã trở nên cởi mở hơn với phương án đưa quân tới Ukraine. Thậm chí, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng việc các lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine hiện là bí mật mà ai cũng biết. Vào tháng 2 năm nay, Phó Tổng tham mưu trưởng Nga Đại tướng Sergei Ruskoy từng cáo buộc các binh sĩ NATO đang chiến đấu chống lại quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cải trang thành lính nước ngoài. Cũng vào hồi tháng 2 năm nay, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, gần 540.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng trong lực lượng vũ trang Nga vào năm 2023. Điều này giúp thành lập 2 quân đội dự bị và 6 sư đoàn. Và kể từ đầu năm 2024, một sư đoàn khác có thể được thành lập. Tập đoàn Lockheed Martin mới đây đã tuyên bố rằng
họ sẽ sớm bổ sung tên lửa siêu thanh AGM-183A, hay còn gọi là ARRW, vào danh mục trang bị của mình. Hãng tin RIA Novosti sau đó đã có một bài phân tích về thành tựu của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Vị thế dẫn đầu không thể phủ nhận của Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh đã được củng cố mạnh mẽ. 6 năm trước, Tổng thống Vladimir Putin đã trình bày một đoạn video trước Quốc hội Liên bang, minh chứng cho khả năng của những công nghệ này. Thông tin này đã khiến phương Tây hoài nghi về loại vũ khí mà ông Putin đề cập. Tuy nhiên, Nga đã minh chứng bằng cách thường xuyên triển khai những tên lửa như vậy trong các cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là một ngày trước khi tiến hành cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Điều này đã khiến Moscow trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí siêu thanh trong thực chiến. Thậm chí, nhiều hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa khác nhau, bao gồm cả hệ thống của phương Tây, cũng không thể chống lại vũ khí này. Theo sau Moscow, Bắc Kinh đã gia nhập câu lạc bộ các cường quốc siêu thanh. Quân đội Trung Quốc đã đạt được nhiều thành công hơn Mỹ trong việc thử nghiệm các nguyên mẫu. Hồi năm 2019, nước này đã giới thiệu tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phương 17, DF-17, đóng vai trò như một phương tiện nhanh chóng mang phóng phần chiến đấu siêu thanh DFZF. Trong cuộc tập trận năm 2022, vũ khí này đã được Trung Quốc sử dụng ngoài khơi đảo Đài Loan. Ngoài ra, vào năm 2021, Trung Quốc đã thử nghiệm thiết bị bay siêu thanh. Vũ khí này có khả năng bay một quãng đường rất dài trước khi tấn công chính xác mục tiêu. Mặc dù bộ ba Moscow, Washington, Bắc Kinh nhìn chung đã quen với cuộc đua vũ trang tiên tiến, nhưng trong vài năm gần đây, người Mỹ đã để một số quốc gia vượt lên trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Cũng trong năm 2022, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thông báo thành công thử nghiệm tên lửa Hwasong-8 đạt tốc độ Mach 10 và bay được 1.000 km trong quá trình phóng thử. Đến tháng 6 năm 2023, Iran, quốc gia đã chịu trừng phạt trong hơn 4 thập kỷ, giới thiệu tên lửa đạn đạo Fatah tại một triển lãm vũ khí. Fatah đã gây ngạc nhiên không chỉ cho Mỹ với tốc độ Mach 15 và khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.400 km. Theo bài viết, Washington đã dành 2 thập kỷ để theo đuổi công nghệ siêu thanh. Kế hoạch chế tạo các loại vũ khí như vậy đã được thảo luận từ đầu những năm 2000. Bên cạnh đó, dự án DARPA Falcon HTV-2 đã được Mỹ công bố và sau đó họ bắt đầu phát triển tên lửa hành trình X-51A Warfare Reader. Tuy nhiên, cả hai chương trình đều đã bị ngừng. Sau nhiều nỗ lực và đầu tư hàng chục tỷ đô la, các nhà thầu quốc phòng Mỹ cuối cùng đã công bố việc phát triển đồng thời hai loại vũ khí siêu thanh HAVC và AGM-183A ARRW. Đầu tiên là vũ khí khí động học không được trang bị đầu đạn nổ, do kích thước nhỏ gọn. Theo các nhà phát triển, nó có thể được triển khai trên nhiều phương tiện hơn AGM-183A. Ngược lại, ARRW lại tiếp cận gần hơn với các ý tưởng truyền thống về siêu âm. Máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Mỹ được sử dụng làm bệ phóng. Tốc độ của tên lửa khoảng Mach 7 hoặc 8 với tầm bắn khoảng 1.600 km. Hồi tháng 5 năm 2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump tuyên bố rằng một loại siêu tên lửa sẽ sớm được đưa vào kho vũ khí của Mỹ. Với tốc độ nhanh hơn 17 lần so với tất cả các loại tên lửa có sẵn trong kho vũ khí của Washington. Các chuyên gia vũ khí Mỹ tin rằng ông đề cập đến AGM-183A. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng tốc độ của AGM-183A vượt xa nhiều so với những gì nhà sản xuất công bố. Các cuộc thử nghiệm đầu tiên trên mặt đất của nguyên mẫu AGM-183A đã bắt đầu từ năm 2019 và vào năm 2021, tên lửa đã được thử nghiệm trên máy bay mang phóng. Tuy nhiên, cả 3 lần phóng thử AGM-183A đều thất bại liên tiếp. Điều này là lý do khiến Lầu Năm Góc tăng nguồn tài trợ gần 3 lần, từ 115 triệu đô la Mỹ lên 308 triệu đô la Mỹ cho vũ khí này. Năm 2022 được coi là một năm thành công hơn cho các nhà phát triển. Các chuyến bay được cho là thành công đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 7. Nhưng sau đó, các cuộc thử nghiệm lại làm xáo trộn mọi kế hoạch. Vào thời điểm đó, người đứng đầu không quân Mỹ Frank Kendall giải thích, các cuộc thử nghiệm đã không thành công, chúng tôi không nhận được dữ liệu cần thiết. Sau đó, Mỹ quay lại phóng vào tháng 8, không hề nói đến kết quả. Cuộc thử nghiệm cuối cùng đã diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Một chiếc B-52H đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson ở Guam, sau đó phóng một tên lửa vào bãi thử Reagan ở quần đảo Marshall. Lầu Năm Góc thông báo rằng họ đã nhận được thông tin có giá trị về khả năng của loại vũ khí này. Nhà sản xuất AGM-183A Lockheed Martin cho biết họ đã sẵn sàng cung cấp loại đạn này cho quân đội Mỹ sau một lần phóng thành công. Nếu kết quả thử nghiệm AGM-183A là tích cực như Mỹ tuyên bố, thì cơ hội cho Washington gia nhập các cường quốc siêu thanh sẽ rất lớn. Ngày 22 tháng 3, trong một sự kiện đánh dấu ngày phòng thủ biển Hoàng Hải lần thứ 9, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố Triều Tiên hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng nước này có thể buộc Hàn Quốc đầu hàng bằng cách đe dọa và khiêu khích giữa bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang. Ông Yoon đã tuyên bố rằng
quân đội Hàn Quốc sẽ duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu và đáp trả ngay lập tức, áp đảo mọi hình thức khiêu khích từ Triều Tiên nhằm bảo vệ vững chắc quyền tự do của đất nước và sự an toàn của người dân. Đề cập đến các cuộc đụng độ liên triều như năm 2002 gần đảo Jeonpyeong, vụ tấn công tàu chiến Cheongnan năm 2010 và vụ pháo kích của Triều Tiên vào đảo Jeonpyeong cùng năm, ông Jun nhấn mạnh những hành động đó là hành động khiêu khích và không thể dung thứ bằng bất kỳ lời biện minh nào. Với việc Triều Tiên vẫn tiếp tục đe dọa Biển Hoàng Hải và an ninh quốc gia của Hàn Quốc bằng cách gọi Seoul là đối thủ chính, ông Jun tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu mức trừng phạt nặng nề hơn nếu họ tiến hành bất kỳ hành động khiêu khích nào khác. Những tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang đặc biệt căng thẳng, khi các bên liên tục thực hiện các hành động cảnh báo và đáp trả lẫn nhau. Đặc biệt, cả Mỹ và Triều Tiên được cho là đang trong cuộc đua thử nghiệm vũ khí mới. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn khẳng định rằng mục đích của việc thử nghiệm vũ khí của họ, bao gồm các vụ phóng tên lửa gần đây, chỉ nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước và cũng được coi là phản ứng đáp trả trước các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Sau cuộc tập trận chung là chắn tự do của quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn ra từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3 vừa qua, phía Triều Tiên đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí và tập trận để đáp trả và răn đe đối phương. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng đang gây chú ý với hệ thống đánh chặn được sản xuất trong nước. Nằm giữa thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Đông Nam Hàn Quốc, một đơn vị không quân luôn trong tình thế sẵn sàng vận hành hệ thống phòng không tầm trung với phương châm một phát bắn, hạ gục một tên lửa. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết tiểu đoàn này thuộc lữ đoàn phòng thủ tên lửa và phòng không số 1. Nhiệm vụ của họ là vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Cheongung 2, hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không MSAM được thiết kế để đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 15 km và tầm bắn 40 km. Đội trưởng của tiểu đoàn, thiếu tá Park Sang-bin chia sẻ với phóng viên Yonhap, trong quá trình huấn luyện hàng ngày, các binh sĩ mài giũa kỹ năng vận hành bệ phóng để nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh đánh chặn tên lửa đang lao tới. Đây là lần đầu tiên không quân Hàn Quốc tiết lộ về cuộc tập trận của tiểu đoàn vận hành Cheongung 2 với báo chí, mặc dù tên và địa điểm cụ thể của đơn vị này vẫn chưa được tiết lộ cho công chúng. Cheongung 2 được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Hàn Quốc và hoạt động ở độ cao trung bình, bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa từ Mỹ. Lực lượng Hàn Quốc cũng sử dụng biến thể BAC-3 của tên lửa Patriot do Lockheed Martin Mỹ sản xuất để bảo vệ chống lại các mối đe dọa ở độ cao 20 km, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đánh chặn các mối đe dọa ở độ cao 40 đến 150 km. Thiếu tá Park Sang-bin nhận định, Cheongung 2 đại diện cho công nghệ tiên tiến trong nước để chống lại cả chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo. Quá trình huấn luyện của chúng tôi đảm bảo rằng lực lượng sẵn sàng đáp trả ngay lập tức, mạnh mẽ và cho đến cùng. Hệ thống Cheongung 2 đã được đưa vào sử dụng trong đơn vị từ đầu năm 2023, trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước sự phát triển của các tên lửa từ Bình Nhưỡng, những tên lửa mạnh mẽ, nhanh chóng và khó phát hiện hơn. Công ty quốc phòng LIG Nick One của Hàn Quốc đã phát triển thiết bị đánh chặn cho hệ thống Cheongung 2. Công ty Hanwha System đã phát triển radar và Hanwha Aerospace sản xuất thiết bị vận chuyển và bệ phóng cho Cheongung 2. Chính phủ Serbia sẽ chuyển giao tòa nhà và khu đất xung quanh cho một công ty thuộc sở hữu của ông Kushner. Kế hoạch bị rò rỉ đã chỉ ra rằng tòa nhà sẽ được thay thế bằng 3 tòa tháp áp kính cao lớn, cách trụ sở Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Serbia chỉ vài mét. Tờ The New York Times cho biết, công ty của ông Kushner đã giành được hợp đồng thuê với thời hạn 99 năm một cách miễn phí. Việc mua bán tòa nhà trở thành một vấn đề nhạy cảm đối với người Serbia vì công trình đã trở thành biểu tượng sau chiến dịch ném bom của Liên quân NATO do Mỹ dẫn đầu vào năm 1999 nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Kosovo. Nhiều người dân địa phương đã tỏ ra tức giận trước thông tin về kế hoạch xây dựng khách sạn tại địa điểm này. AFP dẫn lời nhà báo đã nghỉ hưu, Sadija Nikolic cho hay, cứ để tòa nhà này như vậy thêm 200 năm nữa không thực sự là một giải pháp. Nhưng tôi phản đối ý tưởng tặng nó như một món quà cho bất kỳ ai, đặc biệt là những người khởi xướng chuyện đã xảy ra. Chiến dịch ném bom ở Serbia thời điểm đó là một phần của NATO, bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 năm 1999 mà không có sự chấp thuận từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chiến dịch này kết thúc vào tháng 6 cùng năm với việc lực lượng Serbia rút lui khỏi Kosovo, đặt một dấu chấm hết cho cuộc xung đột khiến hơn 13.000 người thương vong. Theo ông Nikolic, tòa nhà đổ nát là bằng chứng cho thấy luật pháp quốc tế đã từng bị phá hoại, cho thấy hiến chương Liên Hiệp Quốc đã từng bị chà đạp bằng những lý do sai trái. Trước đây, tòa nhà này từng là trụ sở của quân đội NATO và được chính phủ Serbia công nhận là tài sản văn hóa từ năm 2005. Ký ức về chiến dịch ném bom của NATO vẫn còn hiện diện rất mạnh mẽ ở Serbia và sau 1/4 thế kỷ, người dân địa phương hầu như vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với liên minh này. Số người thiệt mạng chính thức trong 11 tuần chiến dịch ném bom chưa bao giờ được xác nhận. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền HRVK,
số người thiệt mạng ước lượng dao động từ 500 người. Trong khi đó, các quan chức Serbia cho biết con số này có thể lên tới 2.500 người.